Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thành, sinh năm 1988 ở Nam Định, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Liên quan đến vụ án, Viện Kiểm soát Nhân dân truy tố ông Ngô Văn Quyền, sinh năm 1974, về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cáo buộc, Thanh là đối tượng không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên. Tháng 1 năm 2021, Thanh thấy một người phụ nữ sinh năm 1984 ở Vinhome Riverside, quận Long Biên, đang bài tìm người giúp việc trong nhóm cư dân. Bị can đã sử dụng nick Thanh Vũ, nhắn tin cho người này với nội dung giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân, quê ở Nam Định, trước đây từng làm giúp việc cho gia đình Thanh 3 năm. Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật, nên chị đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó, Thanh giả tên Vân đến nhà giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021. Trong thời gian làm việc cho nhà nạn nhân, Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên tìm cách chiếm đoạt tiền. Thanh vẽ ra câu chuyện không có thật để kể với gia chủ rằng Thanh Vũ là con của ông chủ tịch công ty môi trường Thuận Thành. Thanh có chồng là anh Hùng, phi công. Theo lời của Thanh, anh Hùng quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ. Trong thời gian làm giúp việc, chủ nhà phát hiện Thanh trộm cắp tiền trên bàn thờ nên đã cho giúp việc nghỉ làm. Sau khi nghỉ việc, Thanh thường xuyên dùng nick Thanh Vũ nhắn tin nói chuyện với chị. Người phụ nữ nhẹ dạ không hay biết rằng mình đang chat với chính người giúp việc mà chị mới cho nghỉ việc. Thời gian đó, Thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho nạn nhân. Đặt vấn đề hỏi chị, nếu muốn mua các căn hộ trong dự án, Thanh sẽ mua giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn so với thị trường. Do tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật, nên nạn nhân đã đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, Thanh bảo nạn nhân chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm. Cáo trạng xác định, từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022 đến 26 tháng 10 năm 2022, Vũ Thị Thành, đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của nạn nhân dưới hình thức mua các căn hộ. Sau khi tài khoản của Thắm nhận được tiền, Thanh bảo chị này chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh. Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân, Thanh dùng vào mục đích khác nhau. Trong đó, Thanh gửi tiền cho một giám đốc công ty vận tải để mua xe Ben, chuyển 3,6 tỷ đồng cho một người đàn ông nhờ mua đất. Để hợp pháp hóa mà nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, Nguyễn Thị Thanh còn chuyển 21 tỷ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền là giám đốc một công ty xây dựng để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá. Sau đó, vị giám đốc này đã dùng 14 tỷ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tháng 7 năm 2022, ông Quyền dùng 6 hợp đồng trên để thế chấp tại ngân hàng vay 14 tỷ đồng và chuyển số tiền trên cho một công ty để mua máy xay nghiền đá. Cơ quan điều tra đã liên hệ ông Ngô Văn Quyền để thông báo rằng Số tiền 21 tỷ đồng mà Thanh chuyển tiền là do tiền Thanh phạm tội mà có, yêu cầu không được tất toán đối với các khoản tiền gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên, sau đó ông Quyền đã tất toán toàn bộ số tiền trên. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, bà Thanh đến cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2024, ông Quyền bị cơ quan điều tra bắt tạm giam. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, theo quy định mới sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan quản lý, chủ kênh, tài khoản mạng xã hội, nhóm, trang cộng đồng có trách nhiệm tạm khóa, gỡ bỏ thông tin vi phạm chậm nhất không quá 24 giờ. Theo đó, người dùng phải tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành khi cung cấp dịch vụ chuyên ngành trên mạng xã hội, tuân thủ quy định về thuế và thanh toán khi có hoạt động kinh doanh, phát sinh về doanh thu. Các chủ kênh, tài khoản, nhóm cộng đồng, trang cộng đồng, fanpage trên các mạng xã hội tại Việt Nam không đặt tên kênh, tài khoản, nhóm, giống hoặc trùng với cơ quan báo chí hoặc cây nhầm lẫn cơ quan báo chí. Chủ kênh tài khoản, nhóm cộng đồng, trang cộng đồng có trách nhiệm tạm khóa cửa bỏ thông tin vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức cá nhân khác chậm nhất 48 giờ khi có yêu cầu từ người sử dụng mạng xã hội hoặc chậm nhất không quá 24 giờ khi nhận được yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định mới, chủ kênh tài khoản, nhóm cộng đồng, trang cộng đồng không lợi dụng để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự điều tra, phỏng vấn báo chí khi stream, phải tuân thủ quy định tại nghị định 147 và quy định chuyên ngành về thuế, hoạt động thanh toán. Tình trạng hút thuốc lá điện tử đang ngày càng lan rộng, đặc biệt là trong môi trường học đường. Không ít học sinh hiện nay đang trở thành nạn nhân của cơn sóng ngầm này và khiến cho vấn đề sức khỏe học đường trở nên đáng báo động. Để đối phó với thách thức này, việc tuyên truyền và giáo dục về tác hại của thuốc lá điện tử là vô cùng cần thiết. Và các trường học thì hiện đang triển khai rất nhiều phương thức tuyên truyền đa dạng, kết hợp giữa các hoạt động giáo dục, các chiến dịch và sự tham gia chủ động của giáo viên học sinh. Điều này không chỉ nâng cao nhận thức mà còn thay đổi về hành vi, giúp học sinh hiểu rõ tác hại khôn lường của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe cá nhân và môi trường xung quanh. Ghi nhận tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử cho hơn 2.600 học sinh, giáo viên tại trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh, thị xã Phú Mỹ. Ngoài tổ chức chuyên đề tuyên truyền như thế này, tại các buổi sinh hoạt lớp, từng giáo viên chủ nhiệm còn đẩy mạnh giáo dục nhắc nhở học sinh không hút thuốc lá. Nếu phát hiện học sinh hút thuốc, nhà trường quyết liệt xử lý. Thầy cô cũng rất là sát sao trong vấn đề này. Còn đối với những bạn mà bị phát hiện là có sử dụng thì thầy cô cũng đã tra hình thức kỷ luật, cũng như là giúp bạn đó cai nghiệm. Em thấy thuốc lá điện tử rất là có hại cho bản thân. Điều đó nó gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần và nó làm suy giảm kết quả học tập của em và em đã tránh xa nó và không sử dụng đến. Tài trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vũng Tàu cùng với việc tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá dưới cờ và tổ chức thi tìm hiểu tọa đàm về tác hại của thuốc lá thuốc lá điện tử nhà trường còn yêu cầu các giáo viên tăng cường tuyên truyền trong các giờ sinh hoạt lớp hoặc lồng ghép trong các tiết học có liên quan nhà trường còn đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử vào chương trình giảng dạy ngoại khóa đưa các tiêu chí phòng chống tác hại của thuốc lá thuốc lá điện tử vào nội dung bình xét thi đua hàng năm ở trường lớp thì các thầy cô cũng tuyên truyền cho chúng em về các tác hại của thuốc lá điện tử và chúng em cần phải hạn chế, tránh và dần từ bỏ được cái thuốc lá điện tử đấy để không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và chính bản thân của chúng ta. Đối với những học sinh vi phạm thì nhà trường ngoài những biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc ra thì cũng có phối hợp với bên gia đình cho các em xuống phòng tư vấn trao đổi với gia đình để có biện pháp giáo dục để giúp các em tiến bộ trong học tập cũng như là dần dần khắc phục được cái tình trạng nghiện ngập của mình. Theo số liệu thống kê của tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Trong đó, tỷ lệ hút thuốc trong giới trẻ đang gia tăng và tuổi bắt đầu hút thuốc đang ngày càng trẻ hóa. Đáng lo ngại, đã có nhiều trường hợp học sinh bị ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử đến mức co giật, bị ảo giác phải nhập viện. Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc sử dụng thuốc lá điện tử ở lứa tuổi thanh thiếu niên sẽ dẫn đến tình trạng nghiện thuốc lá, tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm, phát sinh tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và tương lai sau này của các em chính vì vậy đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học có ý nghĩa quan trọng góp phần giảm các gánh nặng bệnh tật và kinh tế cho mỗi cá nhân gia đình và toàn xã hội